Hàng năm cứ vào mùa sen nở, làng sen Quảng Bá Tây Hồ Hà Nội lại tấp nập vào vụ sản xuất và độc quyền loại trà sen. Trà sen Tây Hồ từ lâu được mệnh danh là thiên cổ đệ nhất trà, là loại trà tinh tế nhất của Việt Nam mà không nước nào trên thế giới có được. Dựa theo phương thức ướp trà, trà sen được chia làm hai loại là trà truyền thống và trà ướp sổi. Trà sen ướp sổi là loại trà mới được làm cách đây 2 đến 3 năm, cách ướp đơn giản, trà được bỏ vào trong bông sen sau đó, dùng lá sen bọc chặt bên ngoài. Bông sen sau khi bọc chè sẽ được cắm một đêm sao cho hương sen thấm đều vào chè. Loại trà sen này được làm nhiều vào chính vụ sen tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, giá bán lẻ khoảng 35.000 đồng một bông pha được 2 ấm. Nhưng làm nên tên tuổi của thiên cổ đệ nhất trà là loại trà sen truyền thống. Để làm ra 1kg trà này, nghệ nhân cần tới 1.000 đến 1.200 bông sen. Theo đó, sen ướp trà phải là những bông sen mọc trong đầm làng Quảng Bá, các bông phớt hồng mới chớm nở còn chúm chím nụ. Sen phải được hái trước lúc mặt trời mọc, sau đó mang về tách lấy gạo rồi mới đem ướp. Điểm đặc biệt để tạo ra loại trà sen truyền thống là thao tác ướp trà, phải ướp đủ 7 lần, mỗi lần là một lượt gạo, gạo từ bông sen và một lượt chè. Ướp xong, mang đi sấy khô, sấy xong lại sàng lọc và thêm một lượt gạo mới. Cứ như vậy cho đến khi nào đỏ chè, chè sực mùi thơm hòa quyện mới sen. Trà sen ướp chung với gạo sen phải là loại trà hảo hạn, thường là trà Tân Cương, Thái Nguyên, cánh nhỏ thấm hương vừa độ. Do yêu cầu tỉ mỉ trong quá trình ướp trà sen nên số lượng trà sen truyền thống thường không có nhiều và có giá thành tương đối đắt đỏ, dao động từ 700.000 đến 1 triệu đồng một lạng trà, khoảng 10 triệu đồng 1 kg. Theo người làm trà sen, do giá loại trà sen này cao nên khách hàng chủ yếu là đại gia, khách nước ngoài hoặc những người sành về trà mới mua về thưởng thức.